theo các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào xem video của Ngân ha. Cửa hàng của Ngân á là nằm ở thành phố mới Bình Dương, tên là xe máy nhập khẩu Bình Dương ha. Số điện thoại của Ngân là 0937753598. Tí nữa Ngân có để bên dưới á. Các bạn đến thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Ngân, Ngân sẽ gửi vị trí cho các bạn nè. Kết bạn Zalo á, Ngân gửi vị trí cho các bạn ha, với lại được giảm 1 triệu xăng xe cho các bạn thêm nữa ha. Bên này hôm nay thì Ngân giới thiệu cho các bạn dòng mà ad của Yamaha ha. Cái này là ad 155. Cái này là bản cao cấp của Ngân, độ màu sơn lên nha. Bởi vậy nên nè các bạn nhìn nè, bên đây có cặp ổ khóa nè, cổng khóa sạc nè, với lại của nó là khóa thông minh luôn. Cái màu này gọi là giống như là màu xanh nhớt á, nó phối với những cái con nè màu chữ màu trắng, nó rất là xinh ha. Ở trước, ở phía trước là nó sẽ có chữ 39 monitor. Các bạn nào thích thì cứ nhắn tin đi, Ngân chụp cái màu tem này giờ cho các bạn coi rõ hơn ha. Con này bên Ngân đang bán với giá là 46.500.000 nha. Nè, nó đang có độ lên cho các bạn sẵn như là 3 ga titan nè. Bên Ngân sẽ có thường độ sẵn là 3 ga nè, chống độ trước, chống độ sau cho các bạn ha. Với lại là két nước nữa, cho mình chảy xe, mình bị chống đá nó văng lên rồi nó bị hư ở bên trong như là lốc máy đồ của các bạn ha. Còn ở đây với bên này nè, là có màu cũng là màu xanh xanh đen luôn, mà cái xanh này á, nó tươi hơn cái màu kia một xíu. Màu kia thì nó chìm hơn, nhưng mà kiểu như là nó không có giống nhau ra, nó chỉ xem thôi chứ nó không giống nhau. Cũng là từ bản cao cấp mà Ngân lên, còn có bản khóa thừa, khóa chìa nữa, nhưng mà bản khóa chìa thì tầm 45 triệu thôi ha. Còn bản này ở bản cao cấp là 46.500.000 nha. Đối với những con ẹt này thì các bạn giúp Ngân là tầm 6 triệu đi là mình có thể lên hồ sơ cho các bạn làm bên góp bên ngân hàng ha. Còn đối với ở dưới màu này á, là bên Ngân có Winner. Cái này là Winner, bản này là bản đường đua nha. Có kiểu như bản đường đua á, nó sẽ có phối như là màu trắng, màu xanh và màu đen á, dọc ở phía sau cho các bạn, chứ không phải là một màu đỏ nguyên con nha. Đỏ nguyên con mà đỏ bóng á, là bên Ngân có của Winner bản thường, là có màu trắng bóng và màu đen bóng nữa. Bản thường á, là bên Ngân bán lên với giá là 37.500.000. Có liên hệ với Ngân trước á, thì tất cả những con này được giảm 1 triệu cho các bạn luôn. Nhưng mà cái con này là phanh của nó là phanh ABS luôn nha. Đối với giá này là 38.500.000 nha. Còn như bên đây á, thì là bản cũng là ABS luôn, mà cái này là màu nhám. Bên Ngân có màu bạc nhám với lại màu đen nhám nữa. Tầm mà con này thì bây giờ là khoảng là 39.500.000 á. Đối với những con này thì các bạn trả trước giúp Ngân tầm 4-5 triệu đi là mình cũng có thể lên hồ sơ luôn. Thủ tục á, giúp Ngân là chỉ cần là bằng lái xe hoặc là sổ hộ khẩu thêm á, là sẽ được lên hồ sơ ở những như ngân hàng có lãi suất thấp nhất cho các bạn luôn ha. Còn mình mà có khả năng á, thì mình trả trước giúp Ngân 40% là mình làm được gói cao vẹt gốc luôn nha. Bên Ngân thường là những con này là nó sẽ không có độ màu sơn đâu. Còn như là những con ẹt này nè thì nó sẽ có độ màu rất là nhiều. Giống như nè, sẽ có là màu hồng đen nè. Đó, sẽ có phối những chữ là 39 monitor nè. Nó phối chữ, nó bên Ngân có nhiều tem khác nhau lắm. Nè, còn tem này là tem mới bên Ngân ha. Đó là màu xanh đen. Còn kế bên á, cũng có là màu xanh đen luôn ha. Có những màu đỏ đen nè, màu tím đen nè, và màu titan nữa, màu xanh xi măng nữa, nhiều lắm. Nên là các bạn cần thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp qua Ngân đi, thì Ngân sẽ gửi những cái màu đó cho các bạn coi kỹ hơn nữa ha. Cửa hàng của Ngân là nằm ở khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Các bạn đến thì cứ alo trước cho Ngân qua số điện thoại là 0937753598. Ngân sẽ gửi vị trí cho các bạn đến cửa hàng và giảm 1 triệu xăng xe cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn.